Trong khi đó, huyện Hòa Vang đang nỗ lực để mở rộng vùng xanh. Đến thời điểm này, huyện Hòa Vang chỉ còn 2 xã là Hòa Châu, Hòa Sơn nằm trong diện vùng vàng. 9 xã khác, tùy vào tình hình thực tế, đều có cách bảo vệ vùng xanh với quyết tâm cao nhất. Thôn Phong Nam, xã Hòa Châu có hơn 900 hộ dân, có trục đường chính nối với quốc lộ 1A, đường liên thôn giáp ranh với các xã khác nên mật độ người tham gia giao thông cao. Để giữ vững vùng xanh, góp phần cùng với xã tiến tới xanh hóa vùng vàng, cả hệ thống chính trị nơi đây vào cuộc một cách quyết liệt. Tổ COVID-19 cộng đồng chia làm 3 ca thay phiên túc trực kiểm soát người ra vào với một tinh thần trách nhiệm cao nhất. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho tinh thần phòng chống dịch, bảo vệ vùng xanh của người dân các xã trên địa bàn huyện Hòa Vang. Chưa có quyết định mà coi như là ái chốc, vợ chốc này thì bọn tôi cũng vẫn tiếp tục. Ngày đêm là phân công một ngày nữa là 3 ca để bấm sóc để cái địa bàn để giữ cho cái vùng địa bàn xanh của thôn được tốt hơn. Tổ trưởng cái tổ COVID này là phát cho mỗi cái tổ nhỏ dưới là phụ trách mấy hộ là một quyển vở và ghi cái số hộ, số khẩu, số người làm ăn những việc gì và số điện thoại hết. Đó. Để cho thôn dễ biết được cái những người đó đi ở từ vùng mua về và biết được đi đâu đến đâu. Phấn đấu lên vùng xanh đã khó, nỗ lực giữ vùng xanh càng khó khăn gấp nhiều lần. Vì vậy, huyện Hòa Vang đề ra nhiều giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình phòng chống dịch, vừa tạo điều kiện phát triển kinh tế. Thì Hòa Vang cũng đưa ra cái chủ trương là hình thành một cái phương án là vùng xanh tự quản và quy mô thì theo thôn, thì đảm bảo có yêu cầu, dù có chốt hay không chốt thì cái công việc mà đầu tiên mà chúng tôi muốn tập trung đó là duy trì tiếp tục cái tổ COVID cộng đồng để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân trong thực hiện giãn cách cũng như đảm bảo cái khuyến cáo 5K. Và thứ hai là Hòa Vang sẽ tiếp tục công tác tuần tra, kiểm tra địa bàn. Việc huyện Hòa Vang được công nhận vùng xanh chỉ còn là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, nhìn vào ý thức phòng chống dịch của người dân, sự nỗ lực làm việc của các tổ COVID cộng đồng cho thấy rằng các cấp chính quyền huyện Hòa Vang không chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, thay vào đó là phấn đấu hướng tới xanh hóa toàn huyện trong thời gian sớm nhất.